Vừa sáng mùng 1 đọc ngay được cái quả comment này là phải lên clip để nói rõ cho anh em hiểu luôn này. Thôi ông đừng lùa gà nữa, có sửa thì chắc gì cũng chỉ sửa ba cái rẻ tiền vài đồng thôi. Làm gì có chuyện sửa free hết. Gớm, thử mang con lỗi chơi chết sang có dám sửa free không? Thì trước nay ấy, cái chính sách như nào là em làm đúng như thế nhá. Như đây em cho anh em xem một trường hợp thực tế luôn. Đây, con máy này của anh khách nha, anh Duy Anh mua ngày 21 tháng 6 năm 2024. Thì em cũng không nhớ là anh ấy bảo hành vào cái thời gian nào, nhưng con này là đã được bảo hành rồi thì có nốt rõ ràng ở trên phiếu bảo hành này: hỗ trợ ép cáp này, sửa FAD này, sửa main này, reset counter bảo hành vào nước do rơi nước. Đây, phiếu mua bán này. Đấy, sửa FAD này, ép cáp màn này, sửa main này. Đấy, free trong thời gian bảo hành đấy, anh em có thể nhìn ở trong cái phiếu bảo hành này. Làm gì mất một đồng nào đâu, có phải bỏ ra một chi phí gì đâu. Mà đây sửa nhiều nhá, sửa nhiều cái chứ không phải là sửa một cái thôi nhá. Mà cái này ấy là không giới hạn trong vòng 1 năm chứ không phải là chỉ một lần duy nhất đâu nhá. Tức là cái con này ấy mặc dù đã được bảo hành rơi nước sửa chữa free hoàn toàn như này rồi, nhưng mà trong quá trình sử dụng chẳng may mà lại bị lỗi cái gì tiếp, ví dụ như FAD lại lỗi tiếp hay là màn nó lại lỗi tiếp thì đều được hỗ trợ lại tiếp. Không kể là bao nhiêu lần, chỉ cần trong cái thời gian bảo hành là anh em sẽ được sửa chữa hoàn toàn miễn phí như này. Đấy, còn ngoài ra là còn một cái comment này nữa. Đây, sửa chữa miễn phí nhưng linh kiện thì sao? Có ông này nhắc tôi mới ngớ ra là thay thế với sửa chữa là khác nhau. Thì nhiều anh em cứ nhầm cái việc là chắc là chỉ miễn phí cái công sửa hay gì thôi, nhưng mà không nhá. Chính sách em nói từ ban đầu ấy là riêng cái màn hình nếu mà tì đè chảy mực hay là chết màn thì em sẽ hỗ trợ 50% giá gốc. Còn tất cả các linh kiện khác, ví dụ như là phải thay camera này, hay là thay loa, thay mic, thay chân sạc các thứ là đều được sửa chữa hoàn toàn miễn, thay thế linh kiện hoàn toàn miễn phí hết nhá. Đấy, em nói rõ luôn là thay thế linh kiện hoàn toàn miễn phí luôn để cho anh em hiểu, chứ không anh em lại cứ nhầm là không anh em lại cứ nhầm là em chỉ free cái công sửa thôi. Không phải đâu ạ. Em công sửa không mất, thay thế không mất nhá. Đấy, sửa chữa không mất, linh kiện không mất nhá. Đấy là em nói rõ luôn cho các bác hiểu. Chứ còn các bác vẫn đang hiểu nhầm là em chỉ free cái công sửa thôi đúng không? Không phải nhá. Free sửa chữa tất cả các lỗi và thay thế linh kiện cũng được free, trừ cái màn hình tì đè chảy mực hay là chết màn thì sẽ hỗ trợ 50% giá gốc nhá. Và cái này ấy thì không cần phải bỏ thêm bất kỳ chi phí nào. Giống như cái con máy này này. Như con máy, đây cái trường hợp thực tế đây. Đấy, như con máy này rơi vào nước rồi và lỗi rất là nhiều và phải sửa rất là nhiều, và anh khách cũng không cần phải bỏ thêm bất kỳ một chi phí gì cả. Đấy, đến sửa xong là cầm máy về thôi. Đấy, em giải thích như này thì chắc là các bác đã hiểu rõ rồi đúng không ạ?